chào các bác nhá, chào các bác trong hội nuôi ong nhá. Hôm nay shop sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác và giới thiệu với các bác kỹ hơn nữa về cái mẫu thùng quay mật 4 cầu hàng cao cấp mà giá cũng bình dân mà shop đang cung cấp. Đó là giới thiệu cho các bác về chi tiết cái thùng này này, hướng dẫn cho các bác cách nắp đế chân nhá, cách nắp đế chân. Cái thùng này ấy là thùng 4 cầu các bác nhé, 4 cầu này. Xung quanh vỏ thùng là bằng inox 304, inox xịn, inox không hít 500 ấy. Cái nói trong này ấy thì sẽ là bằng kẽm, bằng dây kẽm không dỉ. Các mối hàn thì sẽ có cháy, có đen. Thì đã được xốp sơn nhũ trắng nhá, sơn nhũ trắng rồi. Cái trục này cũng bằng sắt này, thanh bắc ngang này bằng sắt. Thì đều được xốp sơn nhũ trắng để cho đảm bảo cái tính thẩm mỹ và không có bị han dỉ nhá. Thùng 4 cầu này, này các bác này. Cơ cấu quay là 3 vòng bi, cực kỳ êm ái, rất là êm ái nhá. Đáy của nó là đáy hình chóp nón, đáy hình chóp nón này. Có lỗ tháo mật, có lỗ tháo mật thì các bác rất là tiện, các bác không phải bưng, không phải chắp nhá. Thì khi có đáy tháo mật này thì chúng ta sẽ phải có cái đế chân lên. Bộ này là có đế chân đi theo luôn nhá, có đế chân đi theo luôn. Đế chân đi theo bao gồm 3 thanh V này. 3 thanh V này này. Một cái vòng đai để giữ này. Đây, một vòng đai để giữ. Và một cái này. Bưng đáy này. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách nắp luôn. Chúng ta sẽ cần mấy con ốc nhá. Mấy con ốc và con bồn ông này. Đầu tiên là mình cứ ráp cái đáy lên trước. Đây các bác ráp đáy lên trước này. Rồi. Các bác lưu ý này. Để quay cái chiều cong ra ngoài. Các bác đừng lắp cái này nhá. Quay chiều cong ra ngoài nhá. Các bác vặn ốc vào. Cái này tôi làm gá thôi. Tôi sẽ không cho lông đèn. Lông đèn lông đen. Còn các bác mà bắt cố định thì các bác sẽ lót cả lông đen lông đèn vào thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đây tôi làm gá này các bác, để các bác hình dung luôn nhé. Ba chân, các bác bắt ba chân này vào. Cái này mà tôi thì tôi làm một mình, thế còn các bác ở nhà này có người hỗ trợ thì nó sẽ dễ hơn. Ba chân này. Đấy, anh giúp em ạ. Đấy, thả thùng lên. Sau đó các bác thả thùng lên. Rồi. Sau đó là mình đưa cái vòng đai này vào. Đưa vòng đai này vào gông và 3 cái khía rãnh mà thợ đã rạch sẵn cho các bác rồi nhé. Đây. 3 cái rãnh mà thợ đã rạch sẵn rồi. Khi các bác nắp ấy thì các bác cũng tính luôn là mình đứng như này để mình quay nhá. Mình đứng như này mình quay. Anh nhắc lên cho cái vòi xong này nhé. Nó nổi. Nó nổi hết rồi. Rồi mình cho vòi xong bên này. Đây mình đứng như chỗ này. Mình quay nhá. Thì chỗ này tôi là sẽ là chỗ hướng mặt này. Cái vòng đai này các bác thả nó vào khe này. Thả vào khe này. Tương tự ba khe. Các bác thả vào. Sau đó siết ốc lại. Nha, sau đó siết ốc lại. Đây tôi chỉ làm gá cho các bác hình dung ra thôi. Còn khi về các bác lắp chặt siết ốc chặt vào thì nó sẽ vững hơn. Nó rất là vững đấy. Các bác thấy không? Các ốc này bác xiết vào. Khi các bác mà dùng thực tế thì các bác sẽ kê lót lông đen lông đàn vào. Và cái chân này thì các bác chỉnh cho nó thẳng lên. Đây, chỉnh nó thẳng lên. Các bác xiết ốc lại. Đấy nhá. Như vậy là mình đã hoàn thành một cái thùng quay 4 cầu mà có đế chân. Thì khi này là mình xoay sang đây một chút này. Để mình hướng mặt vào chỗ này. Mình hướng mặt vào đây. Sau đó các bác đứng này quay. Nha, đứng quay. Đấy, vừa không đau lưng. Không đau lưng mà lại sạch sẽ, rất là hay nhá. Đấy, rất là hay các bác nhá. Đấy. Thì đây là tôi chỉ lắp gá cho các bác thôi. Lắp gá cho các bác xem thôi. Chứ còn đâu cái hàng thực tế về thì các bác sẽ ốc ác thì các bác sẽ siết cho nó chặt thêm. Thì nó sẽ vững hơn.
Thế nhưng mà cái hàng này khi mà gửi thì những cái đế chân này nó sẽ để rời, để cơ động. Khi các bác mà vận chuyển đi xa cũng vậy, các bác phải tháo ra, đảm bảo cái tính cơ động nhé. Đây là cái thùng 4 cầu, thùng 4 cầu inox xịn, nồng trong bằng kẽm, có đế chân luôn, Cái thùng này thì giá cũng rất là hợp lý nhé các bác nhé. Nó không tới 2 triệu, hơn 1 triệu chút thôi, gần 2 triệu. Thì mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp thì cho nó anh em trao đổi cho nó dễ. Liên hệ thì bằng 5 số điện thoại này, nhé, 5 số điện thoại này. Hàng thì ship đi toàn quốc, các bác nhận được hàng thì bóc ra xem và kiểm tra mặt hàng đúng như này. Đúng như thỏa thuận này thì các bác sẽ thanh toán tiền cho người giao hàng. Còn cái tiền cước phí thì shop sẽ bao cho các bác đi toàn quốc nhé. Cái đây là cái mẫu thùng inox, mẫu thùng quay mật ong. Inox cao cấp 4 cầu, giá trung bình, chưa tới 2 triệu đâu. Có lỗ tháo mật, đáy hình chóp nón, có sẵn đế chân thì các bác luôn nhé. Các bác lưu ý, có sẵn đế chân luôn. Đấy, có sẵn đế chân luôn, các bác về các bác lắp hoàn chỉnh thì sẽ được cái thùng như thế này nhá. Có sẵn đế chân luôn. Rồi, xin cảm ơn các bác. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái clip sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop. Chúc các bác sức khỏe thành công nhá.